Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Lại là mình đây à, kênh YouTube dụng cụ du lịch nha mấy anh chị các bạn. Đây, hôm nay xin giới thiệu mấy anh chị các bạn một cái dòng sản phẩm ống ngắm Bushnell 4x32 mini siêu nét nha mấy anh chị các bạn. Đây, và đây là số điện thoại của mình đây à. Đó, mấy anh chị các bạn có thể liên hệ 0817884482 gặp mình để mình tư vấn cho mấy anh chị các bạn nha. Đây sản phẩm đây nha mấy anh chị các bạn. Túi hộp đầy đủ, khăn lau, giấy hướng dẫn, đồ đầy đủ hết nha mấy anh chị các bạn. Đây sản phẩm này thì chân 11-20 đều có thể gắn được hết à, chỉnh tâm trên dưới trái phải nha. Nhỏ gọn cực kỳ luôn, dài khoảng tầm 20cm thôi nha mấy anh chị các bạn. Đây à, Bushnell 4x32. Đó, ống kính nè mấy anh chị các bạn thấy không, trong vắt luôn à, thon gọn cực kỳ, thích hợp những anh chị các bạn nào thích những cái dòng ống ngắm à, mini nhỏ gọn. Đó, đi săn là hết bài luôn nha mấy anh chị các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay thử cho mấy anh chị các bạn coi độ nét của nó nha. Đây. Đây nha mấy anh chị các bạn ơi, nét cực kỳ luôn nha. Đây. Tâm thì tâm cộng nha mấy anh chị các bạn. Đó, vô quay điện thoại cái độ nét nó có khả năng hạn chế nha. Nhưng mà nhìn mắt thường nó còn đã hơn nữa nha mấy anh chị các bạn. Đây, nhìn lên cây nè, đó, chim bay ngang là thấy chim luôn nha mấy anh chị các bạn. Rồi. Đây. Quá đã luôn. Đó, mấy anh chị các bạn nào có nhu cầu sử dụng á, thì đặt hàng xong rồi nói với shop là lấy chân 11 hay 20 à, để shop đính kèm cho mấy anh chị các bạn về lắp lên là quất nha mấy anh chị các bạn. Đó, ngoài cái dòng Bushnell này ra thì mình còn có dòng Discovery, UTR, KZ, LBU các kiểu nha mấy anh chị các bạn. Mấy anh chị các bạn nào quan tâm hay cần tư vấn cứ liên hệ trực tiếp với shop số này nha. Đấy. Rồi à, mấy chị các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của dụng cụ du lịch nha, để tham khảo thêm nhiều mẫu ống ngắm nữa nha mấy chị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.